Nếu mà mấy con thấy có trạng thái tưởng nào thì mấy con ghi thêm cái phần đó để thầy lưu ý về cái phần mấy con bị những cái trạng thái đó mà thầy trợ giúp cho mấy con xả những cái sai hoặc là lọt vào những cái điện tưởng thì thầy sẽ trợ giúp cho mấy con vượt ra khỏi điện tưởng đó để cho mấy con. Bởi vì cái phần mà chánh niệm tỉnh giác thường thường chúng ta do tu tập mà chúng ta cố gắng để cho nó hết niệm thì chúng ta thường hay lọt vào những cái điện tưởng. Cho nên do vì vậy mà khi mấy con thấy những cái trạng thái gì hoặc là những cái sắc tưởng gì hoặc là những thinh tưởng nào thì mấy con ghi vào trong cái tập sách, cái tập sổ của mấy con, để rồi thầy sẽ theo đó mà thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con cụ thể để giúp cho mấy con tu tập đạt được kết quả.